Quý vị thân mến, những năm gần đây, tình trạng rụng tóc, hói đầu đang ngày một lan rộng và trẻ hóa đối tượng mắc phải tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vấn đề này không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng tới sự tự tin của mọi người khi giao tiếp. Những năm gần đây, tình trạng rụng tóc, hói đầu đang ngày một lan rộng và trẻ hóa đối tượng mắc phải tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đây được cho là hệ quả của cuộc sống hiện đại với stress, áp lực, chế độ dinh dưỡng mất cân bằng, lối sống thiếu lành mạnh. Các bạn cũng biết rằng là cái hiện tượng rụng tóc cũng như là hói đầu ngày càng trẻ hóa không chỉ ở Việt Nam chúng ta mà cả trên thế giới nói chung. Thế thì làm thế nào, có những giải pháp như thế nào? Phía tư vấn chuyên gia chúng tôi xin gợi ý cho các bạn những giải pháp như thế này. Đầu tiên là chúng ta có một cái chế độ sinh hoạt khoa học, ăn uống đầy đủ các nhóm dưỡng chất, hạn chế rượu bia, thuốc lá, ngủ đủ giấc, chúng ta uống đủ nước và kèm theo đấy là một cái chế độ luyện tập giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn. Bên cạnh sự chăm sóc của cơ thể thì chúng ta cũng nên chú ý chọn những cái bộ sản phẩm chăm sóc tóc, làm thế nào để có một cái bộ, có một cái mái tóc này, bóng mượt và sáng khỏe. Ở đây thì chúng tôi có thể đề xuất cho các bạn tham khảo bộ sản phẩm Trick and Fix. Đây là bộ sản phẩm chăm sóc tóc mà được tôi đánh giá khá cao nhờ sở hữu những cái ưu thế riêng biệt. Là một cái dòng sản phẩm chăm sóc tóc ở tại Việt Nam đầu tiên có nghiên cứu chuyên biệt cho từng đối tượng nam và nữ. Trong đó có cả dầu gội, dầu xả, cồn dưỡng tóc và xịt tóc, nó phù hợp cho cả gia đình và an toàn với cả người già và trẻ nhỏ. Cái bộ sản phẩm Trick and Fix này ấy, nó chứa những cái thành phần thảo dược rất là lành tính, ví dụ như là hà tú ô, kỷ tử, huyền sâm, kèm theo một số các cái vitamin hữu ích cho tóc như là vitamin B5 và biotin. Các cái thành phần này thì từ xa xưa đã được sử dụng để tái tạo năng tóc cũng như là kích thích tóc mọc rất là hiệu quả. Đặc biệt, bộ sản phẩm Trick and Fix ứng dụng thành công hoạt chất proteoglycan chiết xuất từ sụn mũi cá hồi Nhật Bản, giúp cho mái tóc của chúng ta chắc khỏe và ngăn gãy rụng tóc. Thế do đó, nếu như mà các cái sản phẩm trên thị trường hiện nay mà Tây y người ta chỉ tập trung vào các cái bổ sung như vitamin hay khoáng chất để giải quyết các cái triệu chứng rụng tóc, tức là cái phần ngọn đó, thì cái bộ sản phẩm Trick and Fix nó có một cái tác động song song cả phần nguyên nhân lẫn gốc rễ bên trong để giải quyết được không những là dưỡng tóc đẹp bên ngoài mà chúng ta còn theo một cái cơ chế tác động là đông y kết hợp giúp cho cơ thể chúng ta tự phục hồi này, tự chữa lành những cái vết thương hoặc những cái tổn thương đã lâu hoặc là không tìm được nguyên nhân mà gây ra cái hiện tượng rụng tóc. Chúng ta nhận thấy rằng có rất nhiều phương pháp để cải thiện các vấn đề như rụng tóc, hói đầu, tóc hư tổn. Tuy nhiên, người tiêu dùng nên tham khảo cũng như tìm hiểu kỹ các cách khắc phục cũng như sản phẩm đặc trị để có thể mang lại hiệu quả cao và an toàn cho sức khỏe.